chi tiết quy hoạch đất xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đó, và bây giờ trước mặt các bạn hiện tại đang xem đây chính là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Và chúng ta sẽ cùng với bạn Mõm Mõm TV về thăm Đông Quang, Đông Quang, Đông Hưng. Được rồi. Đây, trước mặt chúng ta hiện tại là xã Đông Quang nhé. Và các bạn muốn xem bất cứ video nào thì hãy lên kênh của mình và comment quy hoạch đất xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hay các bạn thay tên thay huyện vào là xong nhé. Còn chưa có thì hãy vào video và comment tên xã và mình sẽ làm các video chi tiết để soi sẽ nét hơn, sẽ chi tiết hơn. Còn trong livestream hiện tại mình đang làm livestream như này thì các bạn có thể là vào kênh của mình mỗi buổi trưa để xem livestream. Ví dụ như giờ chúng ta sẽ cùng đi với bạn Mõm TV về xem Đông Quang này. Thì Đông Quang như mình vừa nói giáp với cả Đông Dương, Đông Xuân, đấy Đông Động. Thì thứ nhất là về quy hoạch đây mình sẽ thấy đây có một số khu vực cái lưu ý nhất, đó chính là sẽ có con đường cao tốc từ Thái Hà đi về Đông Hưng, chính là con đường này. Đấy, và từ đó chúng ta sẽ đi Hưng Yên, đi Hải Dương, nó nối với hai con đường cao tốc rất là mạnh, rất là lớn. À, như anh em đang xem livestream có thể là sẽ lâu, anh em thông cảm một chút xíu nhá. Không về khi soi phải soi chi tiết để em có thể nhận được. Và bạn Mõm TV có thể comment lại xem là nhà bạn ở chính xác khu vực nào nhá để mình sẽ soi lại nhá. Thì đây soi tổng thể thì thứ nhất là có con đường cao tốc Thái Hà đi Thái Bình này. Cái thứ hai là một số khu vực đất được chuyển đổi thành đất ở này. Và sẽ có con đường đi từ Đông Xuân vào Đề Thám và Hồng Phong, nó sẽ làm to lên. Đấy, bây giờ mình sẽ soi đoạn con đường từ Lam Điền này, chính là con đường cao tốc từ Thái Bình đi đến Thái Hà này. Ok Đề Thám nhá, ok Đề Thám. Đây, con đường rất là to nhá, nó sẽ đi men bờ sông này. Nó sẽ đi chỗ quốc lộ 39 là chỗ quán nước cầu Đống Năm này. Đường rất là to, con đường cao tốc rất là to nhé. Nó đi sang chỗ miếu xóm Đông này. Miếu xóm Đông này. Nó giống như kiểu biên giới giữa Đông Động đấy và Đông Quang của bạn. Ở khu vực đất chuyển đổi thành đất trồng cây lâu năm này của mình không có đáng chú ý lắm. Đấy. Thì đây nó sẽ xuyên về cong về phía trên và đi về phía cao tốc Thái Hà nhá, và nó sẽ đi đoạn Phạm Dung sông Hơi Tổng Quốc này, hai chả. Càng nghĩa có cả dịch vụ đầy đủ quá nhỉ. Rồi, ok, đến quay lại Đông Quang, cái điều tiếp theo chúng ta sẽ soi các khu vực đất nào được chuyển đổi ở đây. Một số khu vực đất giáp với đường quốc lộ này, 39 này, được chuyển đổi. Thứ nhất là cạnh đối diện với Vietcombank này, đối diện ATM Vietcombank và đằng sau Karaoke X6. Sẽ có một vệt đất dài chuyển đổi thành đất ở này. ORT bạn nhìn rõ không? Đang cánh đồng này. Đó. Ok, và về phía trên, phía đông, phía tây của công ty cổ phần Lam Sơn này, đối diện sang, nó sẽ chuyển đổi thành đây là đất xây nhà máy công nghiệp nhé. Các cụm công nghiệp nhỏ nhỏ đây, SKN là đất công nghiệp, xây nhà máy, xây xưởng vân vân. Đó. Ok, còn gì khác ở Đông Quang không nào? NTS này. Ok, dưới này. Phía chợ Đông Xuân đi sang này. Đây đường quốc lộ đi vào này. Thì chúng ta sẽ soi kỹ đây này. Một số đoạn cánh đồng nhá. Sâu hơn chút xíu này. Chỗ phía bắc của điện thoại Quang Tú ấy. Đấy đoạn cánh đồng đúng không? Sau này nó khoảng đấy nó chuyển thành đất ở này. Đấy, đất ở luôn. Rồi tiếp theo sang khu vực này. Khu vực này đất ở NTS vẫn thế rồi. Không gì đặc biệt khu vực này nữa. Đây khoảng này nữa này. Đây. Ở chỗ phía đông của trại lợn này, bên tay phải của trại lợn đấy, nó sẽ thành ONT khoanh tròn này, đất ở này, cả khoanh ruộng to này nhá. Đấy, và bạn nhìn thấy con đường chưa? Con đường nhà bạn sẽ được mở rất là to này, màu vàng viền đỏ thấy chưa? Nó mở to phải tầm gấp đôi gấp ba con đường hiện tại và được nắn nhá. Thế chứ quy hoạch cho đường nắn nhưng mà mình nghĩ nó sẽ uốn theo thôi. À nó đúng rồi, còn nó sẽ uốn bởi vì là nó sẽ giống như kiểu chỗ cầu Báng ấy. Nếu bạn biết được cầu Báng Thái Bình. Chào Hạo Nam nhé, mình đang soi chi tiết của Đông Quang cho bạn Mõm TV nhé. Còn anh em khác đang theo video, nếu mà muốn xem khu xã nào, ví dụ như An Thanh như chưa có thì phải. Đấy. Ví dụ như Đông Xá bạn thì hãy vào kênh của mình trên kênh YouTube và gõ quy hoạch đất xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là có sẽ ra. Còn chưa ra thì hãy comment vào video hoặc vào livestream này thì mình soi tiếp nhá. Ok. Mình sẽ đi tiếp này. Ok. Đông Quang còn gì khác nữa không nào? Ở chỗ này là cái trường này. À thì nó cái trường mầm non thì rõ ràng rồi. Đoạn Đề Thám này, cả khu vực đất dưới chỗ Đề Thám này, chỗ phía nam phía dưới của quầy thuốc Hoàng Yến nhá, một dãy đất vải đất dài này, nó sẽ chuyển thành đất xây chợ thương mại dịch vụ hay gì đó.
Mõm TV vừa bảo là bạn ở khu vực nào nhỉ? Đề thám, à, đề thám rồi, ok vừa rồi đấy, ok. À, ngoài ra có một khoảnh đất ở khu vực này này, nó chuyển thành đất thương mại dịch vụ này. Chỗ phía bên dưới cánh trái của nhôm kính tiến trường nhá, đây khoảnh chuyển thành đất màu đỏ này, đất thương mại dịch vụ này, và phía bắc của nó luôn này, khu vực này nó chuyển thành đất ở luôn này. Cả khu vực này nếu ai là có cái ruộng hay cái ao đây là ngon này, đây đúng xen kẹp luôn ở phía phải của điện thoại Gia Hải nhá, đất xen kẹp luôn này, ngon luôn, còn lại lên đất ở thì ok luôn, ok luôn bạn nhé. Đấy thì Đông Quang thì sẽ có một số còn bên kia là Trọng Quang rồi. Đấy, tổng thể thì Đông Quang sẽ có một số điều như thế. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video về Đông Quang. Và những anh em nào đang ở Đông Quang thì có thể chia sẻ livestream này, video này lên để cho anh em Đông Quang chúng ta cũng có thể xem được và biết là quê hương mình sau này sẽ có con đường nào và có khu vực đất nào được chuyển đổi thành đất ở và đất công nghiệp nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo trên kênh của Trần Xuân Sơn. Xin chào, xin cảm ơn.